Okay, so now we go to Unit 4 again, Wildlife. And this one we check our activity from student book page 38. Okay, so let's go to your student book page 38. There's two main activities for this one. Activity number one about the names of the endangered animals. Và trong trường hợp tìm muốn gì ông phí endangered animal nó chứ mùa vì là lấy dùng một lưu rụp rụp tì phí này cứ rụp là môn panda cho ông lấy phở biệt thá giant panda. Ok, so we write giant panda chẳng rồi giá chẳng chốt bị giant panda cho tới. Ok, nè chốt bị chào nè chẳng những tới tiết này cứ and that black rhinoceros. Okay, so we write black rhinoceros. Okay, so done with black rhinoceros, we cross it out, and the last one is a little bit dark so that we can see it clearly, but actually because we have only one word left, it should be spotted tree frogs. Okay, chẳng đi xa rụp trong cao thì buồn ấy mơm khơi tại bị xoal tầm mối và chẳng dùng ổn mà mong tới cứ spotted tree frog và thằng cạp ớt nhé chưa phép sạch đặt phát bụi đài spotted tree frog nó cứ rụp nơi bởi tế ô xô lì và chẳng cảm thiếp bằng chọp à. Lớn dân châu tới đó listening và listening xin không tặng đi dân bạn chạm play listening mà đông được pi đông được bảy đông đó cho chụp ảnh ha thì sắp màn đông của bạn đài lấy dân chạm đạp và chạm đạp mới page 38 exercise 3. An animal is endangered when there are not many left. An endangered animal usually becomes extinct due to a change in its environment or danger from other animals or people. Four endangered animals are the Bengal tiger, the giant panda, the spotted tree frog, and the black rhinoceros. The Bengal tiger lives primarily in India. Okay, chẳng cái thà Bengal tiger nơi nà, nơi India nè. Okay, chẳng cái bình biệt thà India. Tiến. Scientists think that the population is only about 1,500. There is a large wildlife conservation project called Project Tiger that is trying to protect the Bengal tiger. The giant panda lives in the mountains in central China. The animal is endangered because the places where it lived were destroyed by people. Many pandas were all ok, mấy cái complex này, mấy cái tha rùa nơi China nè. Và mình sắp ớt bàn chạp ở đó, mấy cái rùa nơi China. À, trong China. Nhưng mấy châu trào không bà, India gặp ra hai. China gặp ra hai bà. Thôi tiến. So hunted and killed by people. Because of strong conservation efforts, the panda population is increasing. There are now about 3,000 giant pandas living in the wild. Ok, cứ 3,000 và 3,000 nè. Chẳng tình này hoàng ngái cứ miễn 3,000. 3,000, ok. So we cross 3,000 out. Nè. Ok, let's go. There are only about 4,000 spotted tree frogs left in the world. Okay. The animal... Lấy dân đó, spotted tree frog hay bà khi thá, miễn chùm luôn 4,000. Is at risk of disappearing forever. These small frogs live in the mountains of Australia. Okay, chẳng rùa nơi ná mình cứ Australia, bà Australia, Australia, nè. Okay, so dương chốt Australia tranh tới. Tổ tiên. They are in danger because of fish that eat their eggs and changes in the water they live in. The black rhinoceros, an animal. Ok, lấy dương đưa sâu sạc mùi tiệt trong cái sạc dương trần phính cứ black rhinoceros. Black rhinoceros. Ok. Mình chốt black rhinoceros chẳng tới. Và tình đấy sau là mùi nóng bà mình bạm bình. Lives in Africa is not really black.
It's the same color as the white rhinoceros. There are four kinds of black rhinoceroses. One kind is extinct. In 1990, there were only about 2,400 left of the other three kinds. But thanks to conservation efforts, there are now about 3,600 black rhinos living in Africa. Okay, 3,600. Okay, let's come here by you, the chi chop, hey, ne? Chang some come ta, let the pot by you, call all stand on that. Chang some chuk me, and we'll be over top, 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 top